Sử Ký Nhất, chương 7, dòng dõi Isakan. Các con trai của Isaka là Thola, Phu-a, Gia-súc và Simron, 4 người. Các con trai của Thola, Usi, Rephaya, Yeziel, Giác-mai, Giếp-sam và Samuel. Họ đều là trưởng tộc trong dòng họ Thola và là những chiến sĩ hùng dũng trong gia phả. Vào thời vua David, số chiến sĩ được ghi trong gia phả là 22.600 người. Con trai của Usi là Yitrahia. Các con trai của Yitrahia là Mikael, Obadiah, Joel và Yishia. Cả năm người đều là trưởng tộc. Theo gia phả của mình, họ có 36.000 quân vì họ có nhiều vợ và con. Những người chiến sĩ cùng họ hàng thuộc chi tộc Isaka tất cả là 87.000 người. Dòng dõi Benjamin. Ba con trai của Benjamin là Bela, Beka và Jediael. Các con trai của Bela, Ekbon, Usi, Usien, Yeshimot và Isi, 5 người đều là trưởng tộc. Họ có 22.034 chiến sĩ được ghi trong gia phả. Các con trai của Beka là Semira, Joach, Eliese, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot và Alemet, tất cả đều là con Beka. Họ là những trưởng tộc được ghi trong gia phả, có 20.200 chiến sĩ. Con trai của Jediael là Binhan. Các con trai của Binhan là Jeúc, Benjamin, Ehud, Kenania, Sethan, Taresi và Ahishahan. Những người này là con cháu của Jediael, đều là trưởng tộc, và số chiến sĩ sẵn sàng ra trận là 17.200 người. Cũng có Subim và Hobim là con trai của Iser và Husim, con trai của Ahe. Dòng dõi Nephtali. Các con trai của Nephtali: Yashien, Guni, Yese và Salum. Chúng đều là con của bà Bila. Dòng dõi Manasse. Con cháu Manasse là Adrien, do cô hầu người Asam sinh. Người cũng sinh Maki, là tổ phụ của Galaad. Maki cưới vợ cho Hobim và Subim. Tên của em gái người là Maaka. Tên của người con thứ là Selophat. Selophat chỉ có con gái. Maaka, vợ của Maki, sinh một đứa con trai, đặt tên là Phê-rết. Em người là Sê-rết. Sê-rết sinh Ulam và Ra-kem. Con trai của Ulam là Bê-đăng. Những người này là con cháu của Galaad, Maki và Manasse. Em gái của người là Hamoleket sinh Isot, Abiese và Maklan. Các con trai của Mesida là Ahian, Sekem, Liki và Aniam. Dòng dõi Ephraim. Con trai của Ephraim là Sutela. Con Sutela là Beze. Con của Beze là Tahat. Con của Tahat là Eleada. Con trai của Eleada là Tahat. Con trai của Tahat là Sabat. Các con trai của Sabat là Sutela, Ese và Eleat. Hai người sau bị những người bản xứ Gát giết vì chúng nó xuống cướp súc vật của họ. Ephraim, cha chúng nó, khóc thương chúng nó nhiều ngày. Các anh em người đến an ủi người. Người ăn ở với vợ, bà mang thai và sinh một đứa con trai. Người đặt tên là Bezia vì nhà người bị tai họa. Con gái người là Seera. Nàng xây dựng Bết Horon Hạ và Thượng cùng với Usen Seera. Người cũng sinh Repha. Repha sinh Resep và Tela. Tela sinh Tahan. Tahan sinh La-edan. La-edan sinh Ammihud. Ammihud sinh Elishama. Eliama sinh Nun. Nun sinh Yosue. Sản nghiệp và những nơi định cư của họ là Bê-tên và các làng về phía đông là Na-a-rang và về phía tây là Gê-xe.
và các làng, Sichem và các làng của nó cho đến Gaza và các làng của nó. Dọc theo ranh giới của Manasse là Bethshean và các làng, Tanak và các làng, Megiddo và các làng, Dozer và các làng nó. Con cháu Joseph, con trai của Israel sống tại những nơi này. Dòng dõi Asher, các con trai của Asher, Dimna, Dichva, Dichvi, Bezia, em gái của chúng là Sera. Các con trai của Bezia là Hebe và Mankien. Người này là tổ của Bitsavit. Hebe là cha của Japhelet, Shome, Hotham, em gái của chúng là Sua. Các con trai của Japhelet là Phasak, Bimhan và Avak. Đó là các con trai của Japhelet. Các con trai của Shome là Ahi, Rohega, Huba và Aram. Các con trai của Helem, em người là Sofa, Dimna, Selet và Aman. Các con trai của Sofa là Sua, Hạt Nefe, Suan, Beri, Dimra, Betse, Hốt, Sama, Sinsa, Dichrang và Beesan. Các con trai của Dê-the là Dê-phu-nê, Phít-ba và A-san. Các con trai của U-la là A-sa-a, Ha-ni-en và Ri-si-a. Tất cả những người này là con cháu A-san, trưởng tộc, những người chọn lọc, các chiến sĩ can đảm và là những người lãnh đạo hàng đầu. Số người sẵn sàng chiến đấu được ghi trong gia phả là 26.000 người. Sử ký nhất chương 8. Dòng dõi Benjamin. Benjamin sinh Bela con trưởng nam, Ách-ben con thứ nhì, Ạc-ra thứ ba, Nô-ha thứ tư và Ra-pha thứ năm. Các con trai của Bela là Ác-đa, Gê-ra, A-bi-hút, A-bi-sua, Na-a-man, A-hô-a, Gê-ra, Sê-phu-phan và Hu-ram. Đây là con cháu của A-hút. Những người này đều là trưởng tộc của những người sống ở Gê-ba. Họ bị lưu đày sang xứ Manahat, tức là Na-a-man. Ahija và Gê-ra, người đem họ đi và sinh Usa và Ahihud. Các con của Sa-ha-ra-im được sinh ra trong xứ Mô-áp, sau khi người bỏ các vợ mình là Hu-sim và Ba-ran. Các con trai do Hô-đe sinh là Dô-báp, Si-bia, Mê-sa, Man-cam, Dê-út, Sô-kia và Mít-ma. Đây là các con trai người và là trưởng tộc. Người cũng có con trai do bà Hu-sim sinh A-bi-túp và En-ba-anh. Các con trai của En-ba-anh là Ê-bê, Mi-se-am và Sê-mết. Người xây thành Ô-nô và Lót cùng các làng nó. Bê-ri-a và Sê-ma, họ là trưởng tộc của những người sống ở A-gia-lôn và đã đánh đuổi dân thành Gát. Các con trai của Bê-ri-a là A-hi-ô, Sa-sát, Dê-rê-mốt, Sê-ba-đia, A-rác, Ê-đe, Mi-ca-ên, Dích-pha và Dô-han. Các con trai của En-ba-anh là Sê-ba-đia, Mê-su-lam, Hi-ki, Hê-be, Gít-mê-rai, Gít-lia và Dô-báp. Các con trai của Si-mê-i là Gia-kim, Sít-ri, Sáp-đi, Ê-li-ê-nai, Si-lê-thai, Ê-li-ên, A-đa-gia, Bê-ra-gia và Sim-rác. Các con trai của Sa-sát là Gít-bang, Ê-bê, Ê-li-ên, Áp-đôn, Sít-ri, Hà-năng, Hà-na-nia, Ê-lam, An-tô-ti-gia, Gíp-đê-gia và Phê-nu-ên. Các con trai của Giê-hô-ram là Sam-sê-rai, Sê-ha-ria, A-ta-li, Gia-rê-sia, Ê-li-gia và Sít-ri. Đây là các trưởng tộc theo gia phả, những thủ lãnh, họ sống tại Giê-ru-sa-lem. Cha của Gabaon sống tại Gabaon, vợ người tên là Ma-a-ca. Con trưởng nam của người là Áp-đôn, rồi đến Su-rơ, Kích, Ba-anh, Na-đáp, Gê-đô, A-hi-ô, Sê-ke và Mít-lô. Người này sinh Si-mê-a, họ sống gần và đối diện với họ hàng mình tại Giê-ru-sa-lem. Nê-rơ sinh Kích,
Malkit sinh Sauler, Sauler sinh Jonathan, Malkishua, Abinadab và Esbaan. Con trai của Jonathan là Meribbaan, Meribbaan sinh Mika. Các con trai của Mika là Phi-thôn, Melech, Ta-re-a và A-cha. A-cha sinh Jehoada, Jehoada sinh Alemet, Akmavet và Simri. Simri sinh Mok-sa, Mok-sa sinh Binea. Con trai của Binea là Sa-pha. Sa-pha sinh Ele-a-sa, Ele-a-sa sinh A-sen. A-sen có 6 con trai là A-ri-kham, Bok-ru, Ít-ma-en, Se-a-ria, Obadia và Hanan. Tất cả những người này đều là con của A-sen. Các con trai của E-sếp, anh em của A-sen là U-lam, con trưởng nam, Dê-úc thứ nhì và Eli-phê-lết thứ ba. Các con trai của U-lam đều là những chiến sĩ can đảm, giỏi về cung tên. Chúng có đông con cháu, tất cả là 150 người. Tất cả những người này là con cháu của Benjamin. Sử ký nhất, chương 9, những người ở tại Jerusalem. Vậy tất cả người Israel đều được đăng ký theo gia phả, được ghi chép trong sách các vua Israel. Người Juda bị lưu đày sang Babylon vì tội bất trung của họ. Những người đầu tiên định cư trong các sản nghiệp, các thành của họ là những người Israel, các thầy tế lễ, các người Lê-vi và những người phục vụ đền thờ. Những người Juda, Benjamin, Ephraim và Manasseh ở tại thành Jerusalem gồm có Uthai, con trai của Amihud, Amihud, con trai của Omri, Omri, con trai của Imri, Imri, con trai của Bani, Bani, con cháu của Phê-rết, con trai của Judah. Về dòng Siloni có Asaya, con trưởng nam và các con trai người. Về dòng Serach có Jeuel và anh em người, 690 người. Về dòng Benjamin có Salu, con trai Mesulam, Mesulam, con trai Hodavia, Hodavia, con trai Asenua, Gibniya, con trai Jeroham, Ela, con trai Usi, Usi, con trai Mikeri, Mesulam, con trai Fedatia, Fedatia, con trai Jeuel, Jeuel, con trai Gibniya. Và những anh em của họ theo gia phả là 956 người. Tất cả đều là trưởng tộc trong dòng họ mình. Về các thầy tế lễ có Jedaya, Jehoyarib, Jakin và Asaria, con trai Hinkia, Hinkia, con trai Mesulam, Mesulam, con trai Sadok, Sadok, con trai Mesayot, Mesayot, con trai Ahitub, là nhân viên cai quản đền Đức Chúa Trời. Adaya, con trai Jeroham, Jeroham, con trai Phasua, Phasua, con trai Mankiya, Mankiya, con trai Maesai, Maesai, con trai Adien, Adien, con trai Yasera, Yasera, con trai Mesulam, Mesulam, con trai Mesilemit, Mesilemit, con trai Ime và những anh em của họ. Số người là 1760 người. Họ đều là trưởng tộc có khả năng chịu trách nhiệm phục vụ trong đền Đức Chúa Trời. Về những người Lê-vi có Shemaya, con trai Hasub, cháu Azikam, chắc Hasabia, chúng là con cháu Merari, Bakbakat, Heze, Gala, Mathania, là con cháu của Mika, Sikri và Asap, Obadia, con trai của Shemaya, cháu của Gala, chắc của Jeduthun, Bezekia, con trai Asa, cháu Enkana. Họ ở trong các làng của người Netophatit. Về những người giữ cổng có Salum, Akub, Tanmon, Ahiman và các anh em của họ. Salum là trưởng, họ canh giữ cổng vua ở phía đông cho đến ngày nay và thuộc về trại của những người Lê-vi. Salum, con trai của Cô-rê, cháu Ebi-asáp,
dắt cô ra và anh em họ hàng mình. Những người cô rê có trách nhiệm phục dịch và canh giữ cửa trại đền tạm. Tổ tiên họ cũng chịu trách nhiệm canh giữ cửa trại của Chúa. Xưa kia, Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa là người lãnh đạo của họ và Chúa ở cùng người. Sa-cha-ri, con trai Mê-sê-lê-mi là người giữ cổng trại hội kiến. Những người này là những người được lựa chọn để canh giữ các cửa. Tất cả là 212 người. Họ được ghi trong gia phả theo các làng của mình. Vua David và Samuel vị tiên kiến đã tín cẩn lập họ giữ các chức vụ này. Họ và con cháu họ lo việc canh giữ cổng đền Chúa, tức là những người canh gác đền tạm, những người canh cổng giữ bốn phía đông, tây, bắc, nam. Các anh em họ hàng ở trong các làng theo thứ tự mỗi tuần đến giúp đỡ họ. Nhưng bốn người trưởng của những người canh cổng là người Lê-vi. Họ được tín cẩn giao phó việc canh giữ các phòng và kho tàng đền Đức Chúa Trời. Họ cũng có trách nhiệm canh giữ chung quanh đền thờ Đức Chúa Trời ban đêm và mở cửa mỗi buổi sáng. Một số người có trách nhiệm giữ các dụng cụ trong đền thờ. Họ đếm chúng khi đem vào cũng như lúc lấy ra. Một số khác coi sóc đồ đạc và dụng cụ trong thánh điện cùng bột, rượu, dầu, hương và trầm. Nhưng một số thầy tế lễ lo việc pha chế hương trầm. Matithia, con trưởng nam của Salum thuộc họ Cô-rê người Lê-vi, được giao phó việc nướng bánh tế. Một số anh em của họ thuộc dòng Kê-hát thì lo về bánh sửa soạn cho ngày Sa-bát. Đây là những người Ca-hát trưởng tộc trong vòng người Lê-vi ở trong các phòng trong đền thờ, được miễn các dịch vụ khác vì họ phục vụ suốt ngày đêm. Đó là những trưởng tộc của người Lê-vi theo gia phả. Những trưởng tộc này sống trong Jerusalem. Dòng dõi Saul, Jeiel ở thành Gabaon là cha của Gabaon, vợ người tên Ma-a-ca. Con trưởng nam của người là Abdon, thứ đến là Su-rơ, Kích, Ba-anh, Nê-rơ, Nadab, Gê-đô, A-hi-ô, Sa-cha-ri và Mít-lô. Mít-lô sinh Si-me-am. Chúng cùng họ hàng sống trong Jerusalem đối diện với họ hàng mình. Nê-rơ sinh Kích, Kích sinh Sau-lơ. Sau-lơ sinh Jonathan, Manh-ki-sua, Abinadab và Ích-ba-anh. Con trai Jonathan là Bê-ri-ba-anh. Mê-ri-ba-anh sinh Mi-ca. Con trai của Mi-ca là Phi-thôn, Mê-lét, Ta-rê-a và A-cha. A-cha sinh Gia-ê-ra. Gia-ê-ra sinh A-lê-mết, Ách-ma-vết và Sim-ri. Sim-ri sinh Một-sa. Một-sa sinh Bi-nê-a. Con trai Bi-nê-a là Rê-pha-gia. Rê-pha-gia sinh Ê-lê-a-sa và Ê-lê-a-sa sinh A-sên. A-sên có 6 người con trai tên là A-ri-kham, Bốc-ru, Ít-ma-ên, Sê-a-ria, Ô-ba-đia và Ha-nan. Những người này đều là con của A-sên. Sử ký nhất, chương 10, lịch sử vua David. Người Philistin giao chiến với Israel. Người Israel bỏ chạy trước mặt người Philistin. Họ ngã gục và bị giết tại núi Gilboa. Quân Philistin truy nã Saul và các con trai người. Chúng giết chết các con trai của Saul là Jonathan, Abinadab và Manh-ki-sua. Trận chiến trở nên dữ dội chung quanh Saul. Những binh sĩ dùng cung bắn người và người bị tên bắn trúng thương. Saul nói với người mang binh khí hầu mình: "Hãy rút gươm, ngươi đâm chết ta đi, kẻo những kẻ không cắt bì kia đến và sỉ nhục ta." Nhưng kẻ vác binh khí không dám làm vì quá sợ hãi. Vì thế Saul lấy gươm và ngã người đâm vào gươm. Người vác binh khí thấy Saul chết thì cũng ngã người đâm vào gươm, chết theo. Bấy giờ Saul, ba con trai và cả nhà người đều chết. Khi người Israel ở nơi đồng bằng thấy quân Israel bỏ chạy, Saul và các con người chết thì bỏ thành chạy trốn. Dân Philistin vào và chiếm lĩnh các thành ấy. Ngày hôm sau,
người Philippines đến để tước đoạt đồ đạc của những kẻ tử trận. Họ thấy Saul và các con trai người gục chết trên núi Gilboa. Chúng tước đoạt đồ đạc của Saul, chặt đầu và lấy binh khí người. Chúng cũng sai người đi khắp vùng Philippines, loan báo tin cho các thần tượng lẫn dân chúng. Chúng để binh khí của Saul trong đền các thần mình, còn đầu người thì treo tại đền thần Dagon. Khi dân cư ở Jabe Galaad nghe về tất cả những điều dân Philippines đã làm cho Saul, những người mạnh mẽ đồng đứng lên, lấy xác của Saul và các con người đem về Jabe và chôn cất hài cốt họ dưới cây sồi tại Jabe, rồi họ kiêng ăn 7 ngày. Như vậy, Saul chết vì tội bất trung với Chúa, người không tuân giữ lời dạy của Chúa, lại còn cầu vấn sự hướng dẫn của đồng bóng. Saul không cầu vấn Chúa và Ngài giết người đi, chuyển vương quốc của người cho David con trai Isai.